Việt Nam đang xem xét cấp phép cho vaccine ngừa COVID Nanocovax do Việt Nam tự sản xuất để sử dụng khẩn cấp giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh và nguồn cung vaccine hạn chế, theo Bộ Y tế. Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ ngày 22 tháng 7 họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sản xuất theo công nghệ DNA protein tái tổ hợp. Vaccine này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm, đợt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm ngoái và đợt 2 từ ngày 26 tháng 2 năm nay. Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 năm nay. Kết quả từ hai giai đoạn thử nghiệm đầu cho thấy tất cả những người tình nguyện đều phát triển kháng thể chống virus corona, theo Bộ Y tế. Công ty Nanogen cho biết, tới nay đã có hơn 13.000 tình nguyện viên được tiêm vaccine này. Giai đoạn thứ 3 và giai đoạn cuối có 13.000 tình nguyện viên tham gia. Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ kết quả thử nghiệm trình lên Bộ Y tế vào tuần tới để được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Bộ Y tế nói, dữ liệu chung cho thấy là vaccine Nanocovax an toàn, có tính sinh miễn dịch tốt, nhưng chưa đủ thời gian để đánh giá về hiệu lực.